nỗi lo lắng lớn nhất của đa số du học sinh canada đó là các bạn lo sợ các bạn sẽ không tìm được công việc đúng chuyên ngành sau khi mà ra trường thì ngày xưa mình cũng như các bạn mình lo sợ là mình không đủ năng lực để có thể xin một công việc đúng chuyên ngành Thường thì những cái công việc mà đúng chuyên ngành thì nó là đa số của người Canada và một trong những cái lý do lớn nhất mà khiến các bạn du học sinh lo sợ đó là các bạn sợ là tiếng Anh của các bạn không đủ tốt và các bạn không đủ khả năng để cạnh tranh với người bạn xứ Thì đây là một cái suy nghĩ rất là sai lầm và nó được hình thành bởi những cái lối suy nghĩ của các bạn mà khiến cho các bạn bị cản trở mà thôi. Thực tế Canada là một đất nước đang thiếu nhân lực trẻ rất là nhiều thế nên họ mới nhập cư những người nước ngoài vào Những cái nguồn nhân lực đó thì họ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới kể cả những nước không nói tiếng Anh như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, uh, Colombia, Brazil vân vân thì những người đó họ cũng nói tiếng Anh như là một ngoại ngữ cũng không có hơn người Việt Nam mình là mấy nhiều khi còn dở hơn nữa thế nhưng mà mình đi ra ngoài đi khám bệnh đi mua hàng đi tư vấn luật đi sửa xe đi mua ô tô này kia thì mình thấy đa số những cái người nhân viên trong đấy cũng là những người nhập cư mình thấy người châu á rất là nhiều và tiếng anh của họ thì cũng bình thường thôi này những người đó thì họ cũng như mình thôi và họ cũng đã tìm được những công việc tốt thế thì tại sao các bạn lại nghĩ các bạn không làm được đúng không nào nghe tới đây nếu như mà các bạn vẫn còn mông lung thì mình sẽ có giải pháp cho các bạn một đó là nếu như mà các bạn học về những ngành kỹ thuật như là IT, điện sửa chữa ô tô, máy móc, à, nấu nướng này kia vân vân hoặc là những ngành về tính toán như là kế toán hoặc là nghiên cứu sinh này kia thì thực chất là những cái công việc này nó không tiếp xúc nhiều với người thế nên là những cái tiếng Anh chuyên ngành của các bạn học trong trường bao nhiêu thì nhiêu đó cũng đã đủ để cho các bạn xin việc và làm việc rồi bạn chỉ cần tự tin bước ra tìm việc thì công việc cần người nó sẽ tìm đến bạn tin mình đi Thứ hai đó là nếu như bạn học những ngành thiên về kỹ năng mềm như là nhân sự, marketing, chăm sóc khách hàng, nhà hàng khách sạn, quản lý thì đòi hỏi các bạn phải tiếp xúc nhiều với con người thế nên là các bạn cần phải có một trình độ tiếng Anh khá là lưu loát. Nếu mà các bạn thấy tiếng Anh của mình không ổn kiểu như là nói chuyện người ta không hiểu người ta cứ phải hỏi lại quát 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 ấy thì các bạn cần phải trao dồi tiếng Anh ngay từ bây giờ bằng cách là các bạn tạo những cái connection với thầy cô rồi tham gia những cái hoạt động ngoại khóa rồi đi chơi nhiều với bọn Tây lên thì Chắc chắn là các bạn sẽ nói tiếng Anh tốt hơn sau khi mà các bạn ra trường. Thì vậy đó, ở bên này thì công việc không có thiếu, các bạn chỉ cần là trau dồi khả năng của bản thân và tự tin ra ngoài kia tìm việc thì chắc chắn là các bạn sẽ tìm được công việc mà các bạn mong muốn.